mừng các em thiếu nhi đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của One Way Radio. Nè Giọt Sương. Dạ. Anh thấy sắp tới có cuộc thi tiếng ca học đường á, em có đăng ký không vậy? Chắc là không. Ủa, sao vậy? Em thích hát lắm mà. Anh thấy em hát cũng hay nữa. Sao không thử một lần đi, biết đâu có giải là dẫn anh đi ăn nữa. Hi hi. Thôi anh bớt ảo tưởng đi, em sợ lắm. Với em thấy mình còn non yếu so với các anh chị lớp trên á, chắc là thi không có lại đâu. Gì chứ, chưa gì mà đã muốn bỏ cuộc là sao? Mỗi người có một lợi thế riêng mà em. Thôi, anh không thi cho nên anh nói như vậy á. Chứ anh thi đi, đoạt giải thì không nói, chứ mà rớt thì quê lắm. Thôi nè, hình như là nỗi sợ đã làm mất đi sự tự tin của em rồi đó. Và em cũng đánh mất luôn cơ hội của mình luôn. Đâu phải ai cũng có năng khiếu ca hát tốt đâu, mình phải biết phát huy chứ. Thôi, anh kể cho em nghe câu chuyện này, nghe xong em sẽ hiểu liền. Dạ. Nỗi sợ. Yên nói chuyện với mẹ khi đang trên đường băng qua rừng. Mục sư Dũng muốn con chia sẻ lời chứng của mình trong buổi nhóm thiếu nhi thứ 6 này. Nhưng mà con nói với mục sư rằng con không thể làm được điều đó vì con rất là sợ. Yên chỉ tay về phía gần đồi. Kìa là các chòi canh cũ và hình như không có ai làm việc trong ngày hôm nay. Mẹ có nghĩ rằng họ sẽ cho phép mình leo lên trên đó hay không? Con chưa bao giờ được leo lên trên đó. Vậy chúng ta sẽ thử đến đó xem thế nào nhé. Khi bước tới gần tháp canh và nhìn lên, Yên do dự nói. Con không biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta leo lên đỉnh của cái tháp kia. Con nhìn thấy rất là sợ và con không thích leo cao như vậy. Đừng lo lắng con yêu. Mẹ sẽ ở ngay đằng sau con nên con sẽ không sao đâu. Sau khi được phép leo lên trên, Yên và mẹ cùng đi lên. Cả hai người càng leo cao hơn. Càng leo cao thì Yên lại càng thấy sợ. Nhưng vì mẹ vẫn đang ở bên cạnh nên cô bé cảm thấy yên tâm phần nào. Cô biết mẹ sẽ luôn ở đó và sẵn sàng giúp đỡ khi Yên cần. Và cuối cùng, Yên và mẹ đã lên đến được đỉnh của tháp canh. Yên rất ngạc nhiên khi cô bé đứng ở một nơi cao như thế này và nhìn ra khu rừng. Từ những màu sắc sặc sỡ của mặt trời đã làm cho những cây cối và hoa lá trở nên rực rỡ, tràn đầy sức sống, trông không thể nào diễn tả bằng từ ngữ được. Con có thấy sợ không? Con sợ chứ, nhưng mà con biết rằng mẹ đang ở cùng với con nên con thấy an toàn hơn. Con biết đấy, nếu con để những nỗi sợ hãi lớn dần lên trong con thì con sẽ chẳng bao giờ có thể ngắm được những khung cảnh tuyệt vời này. Mẹ nói vậy có nghĩa là gì ạ? Thật là tuyệt vời làm sao khi được chứng kiến vạn vật do nơi Đức Chúa Trời tạo ra. Nếu con cứ để nỗi sợ hãi làm ảnh hưởng đến con thì làm sao con có thể thấy được những điều này? Mọi thứ trên cuộc đời này đối với chúng ta thì không hề dễ dàng chút nào. Nhưng khi con sẵn sàng bước đi thì mẹ sẽ luôn ở cùng và giúp đỡ con. Và Đức Chúa Trời cũng vậy, Ngài luôn luôn ở cùng con và giúp đỡ con mỗi khi con kêu cầu Ngài. Đức Chúa Trời luôn giúp đỡ con và nếu con trông cậy nơi Ngài thì con có thể làm được. Con hãy phục vụ Chúa và chia sẻ những điều mà Ngài đã ban trong cuộc đời con để khích lệ cho những người bạn thanh niên con nhé. Dạ, ra là vậy. Thì ra là như vậy, em quên mất là Chúa luôn ở bên và thêm sức cho mình. Em cứ nghĩ là tự bản thân mình phải nỗ lực rất nhiều, giống như mọi người hay nói á. Thế mà kết quả thì thuộc về Chúa đúng không anh Đóm? Đúng rồi đó Giặc Sương. Mình làm mọi việc là bởi Chúa ban sức cho mình, nên em đừng có sợ mà từ chối những cơ hội. Đặc biệt là sau này nè, em còn phải dùng các ân tứ của mình để phục vụ Chúa nhiều hơn nữa á. Dạ, em hiểu rồi. Trước giờ có rất nhiều điều em nghĩ là mình khó có thể thực hiện được ở trường lẫn ở nhà thờ á. Đặc biệt là nhiều khi em muốn nói về Chúa cho các bạn trong lớp, nhưng mà em cũng sợ bị các bạn chê cười cho nên em chẳng dám nói đó anh Đom Đóm. Ồ, vậy đó hả? Chà, xem ra bài học ngày hôm nay giúp cho Giọt Sương hiểu được nhiều điều đúng không nè. Các em ơi, còn các em thì sao? Có điều gì khiến các em sợ hãi và không dám chia sẻ về Chúa Giê-xu cho người khác không? Đừng quên rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng và sẵn sàng giúp đỡ các em nha. Hãy vâng phục Ngài thay vì cảm thấy sợ hãi các em nhé. Và chị Giọt Sương có câu kinh thánh này muốn khích lệ cho các em nè. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Timôthê nhì đoạn 1 câu 7. Còn bây giờ thì đã đến giờ chúng ta phải đi ngủ rồi. Ngủ thôi nào các em ơi. Chúc các em ngủ thiệt là ngon.
rồi.